Quý khán giả thân mến, sau thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các cơ sở công nghiệp nông thôn vừa sản xuất vừa khắc phục những khó khăn do dịch bệnh mang lại. Bên cạnh những nỗ lực của các cơ sở công nghiệp nông thôn cũng cần có sự hỗ trợ phù hợp và kịp thời từ các đề án và chính sách khuyến công để các cơ sở yên tâm sản xuất, bắt nhịp lại hoạt động so với trước thời điểm dịch bệnh bùng phát. Hoạt động gần 20 năm nay, các sản phẩm của cơ sở bánh phở Hoàng Hằng, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất đã dần có chỗ đứng trên thị trường. 5 trong số các sản phẩm của cơ sở đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Đồng Nai và 2 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Sau 2 năm vừa sản xuất vừa phòng chống dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở Hoàng Hằng chỉ mới đạt 70%, giảm 30% so với thời điểm trước dịch. Theo chủ cơ sở, việc sản xuất giảm một phần do tác động của dịch bệnh, cùng với đó là hoạt động du lịch chưa phục hồi nên đã ảnh hưởng nhiều đến việc tiêu thụ các sản phẩm. Qua 2022 á, là chúng tôi thấy coi như là làm cái lượng hàng của nó cũng được đạt tới được coi như là 70-80%. Nó cũng chưa được coi như giống như bình thường, nhưng mà nó cũng được 70-80% rồi. Nhưng mà tự vì cái lượng hàng khách á, mà người ta đi du lịch cho những cái điểm dừng chân thì người ta còn đang là coi như đi rất ít. Thì cũng mong rằng coi như là người ta đi coi như là thông thương được như bình thường thì mình sản xuất lại bình thường. Thì sản lượng bây giờ trung bình cứ một ngày thì tôi cũng đều là được 1 tấn. Ra cái hàng dốt vừa tươi. Thì nó cũng tạm thời. Nhưng mà so về cái đầu vào nguyên liệu năm nay giá nó hơi cao. Nó hơi cao. Đâm ra mình sản xuất là nó cũng bị coi như thị trường là cạnh tranh. Đâm ra cái giá cả là nó cũng trao đảo, thì coi như là cơ sở cũng coi như là cũng cố gắng để mà coi như giữ vững coi như là về cái tiêu thụ thị trường. Năm 2018 là năm cơ sở sản xuất bánh phở Hoàng Hằng đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất các loại bánh phở, hủ tiếu hiện đại với vốn đầu tư hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ chương trình hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai là 140 triệu đồng. Đây là tiền đề giúp cơ sở Hoàng Hằng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm đáng kể công lao động. Hiện nay, khi việc sản xuất các sản phẩm truyền thống chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, thì cơ sở bánh phở Hoàng Hằng đang được một doanh nghiệp thương thảo đặt hàng một số sản phẩm sấy khô với số lượng khoảng 30 tấn một tháng, trong khi năng lực sản xuất hiện tại chỉ đáp ứng được khoảng 50% yêu cầu. Vì vậy, để có thể đáp ứng được đơn hàng trên, cơ sở Hoàng Hằng buộc phải mở rộng quy mô, đầu tư thêm dây chuyền sấy khô với kinh phí dự kiến hơn 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cần mở rộng nhà xưởng để bảo quản sản phẩm. Điều này hiện vượt quá năng lực đầu tư của cơ sở nếu không được hỗ trợ. Tôi muốn tiến triển qua coi như những cái đơn mà người ta khách nước ngoài với lại những cái đơn đặt hàng của tôi cái 2021 người ta có đặt rất nhiều để tôi sản xuất cái mặt hàng khô cho người ta, gia công cho người ta. Thì tôi tính là coi như là cái mặt hàng đấy sản xuất thì rất là ngon. Nhưng mà vì cái đầu tư về cái vốn để thêm một cái mặt hàng khô đó nữa để mà làm ấy, thì đầu tư ra nó khoảng chừng 4 tỷ nữa. Thì mình sấy khô và đi qua giàn lạnh rồi mình đóng gói tự động hết để mình đáp ứng cho những cái đơn đặt hàng. Nhưng mà tôi cũng đang là nghiên cứu để mà tôi làm những cái thị trường đó tiếp trong 2022, có thể là tới 2025 thì tôi sẽ coi như là làm coi như là cái mô hình đó. Thì còn cái mô hình mà tôi đang sản xuất trong 2022 này thì lượng hàng của tôi tiêu thụ thì nó cũng tạm thời là ổn định rồi. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, cơ sở bánh phở Hoàng Hằng đang chuẩn bị đầu tư công nghệ đóng gói tự động và không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm. Mục tiêu tới đây là mở rộng thị trường phân phối, hướng đến các siêu thị, trung tâm thương mại lớn. Trung bình mỗi năm, cơ sở bánh phở Hoàng Hằng đưa ra thị trường khoảng 120 tấn sản phẩm các loại. Năm 2019, hai sản phẩm bánh đa cua và hủ tiếu dai khô Hoàng Hằng được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đồng Nai. Năm 2020, các sản phẩm bánh phở tươi, hủ tiếu dốt, hủ tiếu khô, bánh đa cua dốt, bánh đa cua khô của Hoàng Hằng được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao nằm trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Đồng Nai. Mới đi vào hoạt động được khoảng 1 năm nay,
Thế nhưng, những đứa sản phẩm đầu tiên của cơ sở sản xuất, nuôi trồng đông trùng hạ thảo Thiên Long Phúc, thị trấn Dầu Dây, huyện Thống Nhất, đã đến tay và được người tiêu dùng đón nhận. Những lứa đông trùng hạ thảo này là sản phẩm đầu tay của cơ sở này sau một thời gian dài học hỏi, cải tiến kỹ thuật nuôi trồng đông trùng hạ thảo. Theo đại diện cơ sở, hiện có hai kiểu nuôi cấy phổ biến: nuôi cấy đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm và nuôi cấy trên cơ chất hữu cơ, tùy vào dạng nuôi cấy mà ảnh hưởng đến hàm lượng dược chất trong đông trùng hạ thảo. Để sản phẩm có chất lượng cao nhất, ngay từ đầu cơ sở Thiên Long Phúc đã chọn phương thức nuôi cấy đông trùng trên giá thể nhộng tằm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Sản phẩm khi đưa ra thị trường có thành phần, hoạt chất và dược tính cao hơn hẳn những loại nuôi cấy trên chất hữu cơ. Cái quan trọng nhất đó là nhắm cái mục đích là cái tiêu chuẩn chất lượng là hàng đầu. Cho nên chúng tôi sản xuất đó là nuôi cấy 100% bằng nhộng tằm. Cho nên là đạt cái tiêu chuẩn chất lượng cao. Cái nhộng tằm thì nếu mà theo như về tự nhiên, về cái cách của đông trùng hạ thảo tự nhiên ấy, thì là đông trùng hạ thảo tự nhiên đó là nó ăn từ cái, nói là từ con sâu, là nó là ăn từ động vật tự, chứ không phải là ăn từ thực vật. Còn một số các cái cơ sở nuôi hay là các cái hàng trên thị trường bây giờ đa số là người ta nuôi cấy bằng gạo. Nấm mà ăn nhộng tằm thì nó cái chất lượng nó cao hơn, tại vì cái con nhộng tằm nó có cái chất dinh dưỡng rất là cao. Nuôi cấy trên nhộng tằm là phương pháp mô phỏng gần giống nhất với tự nhiên, có hàm lượng dược chất cao. Loại đông trùng hạ thảo này có màu vàng đậm, hơi ngả màu cam, thân con nhộng nối liền với cọng nấm, có giá thành tương đối cao so với các loại nuôi cấy khác. Một số nghiên cứu cũng đã chỉ rõ các hoạt chất trong đông trùng hạ thảo nuôi cấy có nhiều tác dụng cho sức khỏe, như hỗ trợ kháng khuẩn, cải thiện chức năng thận, hỗ trợ tăng cường sinh lý, hỗ trợ hạ huyết áp, đường huyết, chống oxy hóa, nên ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn. Để giữ ổn định hàm lượng, chất lượng của sản phẩm, giữ lại dược tính của sản phẩm cao nhất khi đến tay người tiêu dùng, cơ sở nuôi trồng đông trùng hạ thảo Thiên Long Phúc đang có nhu cầu đầu tư máy sấy lạnh với giá thành khoảng 700 triệu đồng. Hiện tại thì cơ sở thì mới hoạt động, cho nên là cũng mới đang nhờ các cái phòng ban của địa phương để tạo điều kiện giúp đỡ cho mình tham gia được vào các cái hội dự án hay là cái của địa phương. Chứ mình cũng chưa được tham gia vào cái hội nào ấy. Hiện mỗi tháng, cơ sở sản xuất nuôi trồng đông trùng hạ thảo Thiên Long Phúc cung cấp ra thị trường khoảng 5 kg đông trùng hạ thảo sấy khô thành phẩm. Để có được sản phẩm đến tay người tiêu dùng, việc nuôi trồng phải trải qua hơn 3 tháng. Khi thấy các quả thể nấm chuyển sang màu vàng đậm hơn phần thân, cũng là lúc có thể thu hoạch nhộng trùng thảo. Nếu sản xuất mà hết công suất ấy, của hiện tại của cơ sở chúng tôi đó, thì có thể là một tháng là chúng tôi có thể đưa ra thị trường được khoảng chừng có 2.000 đến 3.000 hũ này. Hiện tại mới chỉ vào khoảng 2 đến 3.000 hũ này thôi. Một cái lon như thế này. Cái đó. Còn cái tiêu thụ hiện tại thì cơ sở hiện tại thì nói chung là mới sản xuất, nhưng mà cái là cũng hàng sản xuất ra đến đâu thì cũng được, rất là tiêu thụ nói chung là gần hết. Thực tế trong thời gian qua đã có rất nhiều công ty, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân bắt tay vào thực hiện việc nhân nuôi trồng đông trùng hạ thảo, tạo ra các sản phẩm có chất lượng tiêu thụ trong nước. Đã có rất nhiều thành phẩm từ đông trùng hạ thảo nhân tạo được quảng bá rộng rãi trên thị trường Việt Nam hiện nay, với các mức giá khác nhau và chất lượng khác nhau. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.